Không đây, ấy chết mẹ rồi. Rồi xong luôn rồi. Chào bà con cô bác và các bạn nha. Ngày hôm nay là đất của một bạn mình nó cắt lúa. Rồi nó ngủ vợ của nó ra ngủ chừng lúa mà vợ nó không đi thì mình nó sợ ma. Là bây giờ là bữa nay là nó ngủ anh mới em tới mày. Của mình lại nó tới kìa các bạn. Nó, hôm nay thì nó ngủ anh em của mình lại đây ngủ chừng lúa với nó. Vợ nó không ra cái nó xuống mụn nó xuất hang cái lóc lên cái nó dụ mình nè. Rồi nhậu đang ngủ giữa lúa với nó. Hôm nay anh em là ngủ giữa lúa thì mua cá đồ rau đồ nướng đồ ăn đồ chơi cũng làm bảy vài ly thì cũng đồng ruộng của mình thì có cái gì mình chơi cái đó nghe các bạn đó. Cũng dân giả thôi cũng bây giờ thì lúa thì cắt rồi nhưng mà chưa có quá cho nên kinh phí thì nó còn hơi eo hẹp cho nên có nhiêu mình chơi nhiêu. Các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình vào viện nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta thể hành đi. Đi đường này đường kia dễ dẻo. Đường này. Đường nào? Đi này đi. Này hả? Này hả? Ừ. Ta không cho đi rồi đi mệt theo đi. Rút cái đèn mà hè đó cho nó. Thôi có mẹ em bắt cho anh con đứa em giờ đứa. Đi. Đến nhà quay không? Đi từ từ thôi em cho nó có cái đèn sáng sáng chút xíu. Đi từ từ anh đi nhanh quá nó rung. Đây nè các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị ra ruộng nha. Không đây, ấy chết mẹ rồi. Rồi xong luôn rồi. Đúng rồi. Mất cái đường rồi. Đây này các bạn, bây giờ mà chúng ta ra tới ruộng nghe các bạn. Chứ bây giờ là trời bây giờ nó tối quá tối luôn rồi. Lúa này mới cắt hồi chiều nha các bạn. Là lúa này là mới cắt hồi chiều luôn nè. Anh coi nè. Đúng rồi. Để em dọn. Gom lại một chỗ thôi, rồi đốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nướng cá đây. Rồi sao cho con cá này chết? Ủa mẹ nó cứ đập vào đầu cháu không chịu đâu. Hùng nó cho nó chết. Mày với mày. Nè mà nè các bạn, bây giờ mình đi bây giờ dò cắn của mình ra nè. Bạn coi nè. Xình hết trơn luôn rồi. Quá trời quá đất rồi. Bây giờ nướng chui ngoài đồng. Bây giờ mình chuẩn bị nướng cá nha các bạn. Cái này không cay. Chỗ trên chỗ mình giao luôn liền ra để nó luôn mình đốt nó đâu nó phóng ra ngoài à. Đốt mày thỏ cho nó chỗ ra lá đít luôn. Là mũi nó cắn rồi đó. Đặc sản của miền sông nước của mình là không có gì ngoài mũi thôi. Đây các bạn. Thằng nghe không cho chỉ làm nhé. Bây giờ là thiền bạn của mình nó ấy lúa rồi cho nên tắm rửa ăn cơm ăn nước thì chưa có thời gian nó ra. Bây giờ anh em mà làm trước. Rồi lát nó mình tính sao. Mình ở đây cũng đỡ nó đâu nó nổi. Các bạn ơi bây giờ lúa là mình phải cái khuôn cái bên chưa cắt phải không? Chưa. Em dốt cẩn thận các bạn ơi. Bây giờ là lúa cái khuôn kế bên mà. Nếu như mà chịch mất men mà gió vỡ mạnh là táp dưới là mình thành bao công hết. Thì nói chung thì ban đêm thì có cái hình ảnh nó không có được đẹp cho lắm thì các bạn cũng thông cảm nha. Em lên lửa nha. Rồi lên lửa. Bây giờ thì nè các bạn coi nè, anh em mình nướng cái này nướng giữa đồng giữa ruộng luôn nghe các bạn. Chứ không phải là mình nướng ở đâu nghe. Tại vì ở đây là ban đêm cho nên là mình quay cũng không có được thấy xa cho lắm. Bây giờ đây. Đã nhóm lửa lên rồi. Được rồi, đúng chỗ rồi. Cũng hơi sợ các bạn ơi. Tại vì ở đây thì ruộng lúa của người ta cặp bên thì chưa có cắt nữa. Giờ mình đốt gì cũng hơi ấn á. Thì có nói chung thì cũng mấy người anh em cũng coi kỹ với nhau. Trời, không có gió cũng không đổi đâu. Ừ. Trời có gió mới sợ. Giác đâu giác lại không sao.
trời không có gió. Đỡ. Đây, có gió. Các bạn thấy không? Chiều trời có gió. Bây giờ là buổi nắng mà trời có gió. Mình nướng cá. Buổi trưa nắng mình thấy không có gió. Cái mình đi đốt cơm phải không? Từ cơm mình đốt xuống. Cái tự nhiên cái có lửa mạnh cái là gió hù 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 ở đâu lẽ. Nó dưới trả lại. Giống như ta nói câu có lửa có khói gì đó. Yêu cầu mình đốt lên có lửa là có gió này nè, nãy đâu có gió thấy không? Bây giờ đốt lửa có lửa có gió rồi nè. Nè, thử qua đây nè. Vì chứ làm đi gà nó con nhỏ. Rồi đó. Ông hai hộp đốt. Ủa, gom 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 này của mình nó hơi ướt hả? Mới cắt. Nhưng mà tí xíu nó nóng lên là nó cháy sạch. Đây, lấy tay đó, đi. Đây các bạn coi đây. Đó. Nóng mình nó cháy rồi. Tôi không còn đẩy một cái đốt tự này nè. Nó đâu có thèm cháy cái dây kế bên đâu. Ăn lát nữa mình đi mình mua ngủ sao? Bay qua luôn, bay qua 2 giây luôn. Mua ngủ sao chứ có gì đâu. Mới cháy giây thứ tư mới lại. Ừ. Ông chủ dịch trời không? Các bạn coi đây. Là chúng ta nướng cá giữa ban đêm đây đó. Ê chà, mũi nó cắn quá các bạn ơi. Nãy giờ mình cũng đứng mình gồng dữ dằn luôn rồi đó. Nó cắn chịu hết nổi nè, nó ngứa. Các bạn thấy sao? Cũng hên là nãy mình đi có người tặng nhăn mũi. À, chuẩn bị sẵn nhưng mà lấy ra sử dụng. Ngồi vô trống á, vô trống ngồi á, mới sử dụng. Đỏ đây, mình bỏ đây mình rồi. Nóng lắm. Đây các bạn xem bây giờ lửa nó đã cháy dữ lên, bây giờ hai cá lóc cũng chút xíu nó là chín rồi đó. Đi đàng hoàng không đá nha, mũi ra đá gãy ăn cám luôn. Nghĩ sao ở đây đốt nhau mũi cho nấu. Ờ cá nó nhảy rồi nè mọi người. Mọi người thấy không? Đi giờ mình ăn mũi nha. Bây giờ là ở đồng quê miền Tây của mình là mình nướng cá như vậy là không còn gì bằng các bạn ơi. Thiệt luôn á. Rất là tuyệt vời. Tại vì cái cảnh ban đêm này cho nên quay cho nó không có mà sáng cho lắm. Các bạn cũng thông cảm nha. Thằng bạn mình ở trong kinh hai cùi á, nó cắt lúa. Rồi nó nói lúa nó thắt quá, thằng công được có 1 tấn 3 mấy chục à. Ừ. Rồi nó rủ lên đây rồi nó mua cái lóc đi rồi nướng đi, nó lo nó cắt lúa rồi nó không có nướng được. Nướng thẳng đi rồi lát nướng chín rồi nó kêu bia lại cho nhậu. Nhậu mà sốc gì đó chủ vụ. Ủa thằng em nó lạng lạng đâu không vậy? Lấy gom vô thêm. Đây anh em này à, em có vợ chưa ta? Em chưa. À đây mình có thằng em này cũng chưa có vợ nha. Hello. Đốt. Coi chừng nghe mũi nghe. Đó mọi người coi nè. Quá cháy luôn rồi. Đó nó hầm lâu lắm. Đây các bạn ơi, bây giờ lửa nó cũng mình bưng than bớt rồi mình đốt lại không? Đốt lại. Sắp tàn rồi. Tàn luôn rồi, bây giờ chúng ta để chút xíu nữa cho cá nó chín đi rồi à. Tiếp tục. Đây chủ lắc đây. Bạn thấy không? Chủ ruộng màng vậy đó. Mười mấy 20 công ruộng á. Còn đi kéo lúa mướn đó. Ờ còn đi kéo lúa mướn nữa nha các bạn. Tính đi theo luôn hả? Đúng như không. Thôi bỏ túi điện lát ra đốt sao. Thêm gom đi anh ơi. Để gì nó hầm rồi đó. Từ từ cho nó hầm bớt đi, nó tàn rồi hả. Bỏ gom thêm. Ồ cái này là mình để nó hầm hả Nút? Đúng rồi, để gom thì nó hầm từ nó mới chín. À. Giống như gan như là đồ ăn mình hấp gì đó. À. Cho nên là mình nướng như vậy này nha các bạn, là cũng như là nó còn than của nó phải không? Mình đốt nướng gom mình nè, gom ướt nó cũng có là giá trị của gom ướt thì than gom nó sẽ lâu tàn hơn. À. Còn mình đốt mà gom khô á nó cháy mau nhưng mà than nó cũng mau tàn. À. Còn gom này gom ướt nó chậm cháy nhưng mà nó chậm tàn hơn. À. Cá nó ngon hơn cái gom khô. Cá ngon hơn gom khô, rất là thơm. Nó cháy không á? Rồi. Đây mọi người xem đây, cái này là gom mà được nó đỏ kiểu này nè nha. Là cá nó chín rất là ngon nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất đẹp. Cái này là mình làm gì lần sau Nút? Mình lấy cái than gom này nè, mình hầm nó lại cho nó chín. Cho nó chín đều cá. À, cho nó chín đều con cá ha. Giống như là đồ ăn mình cá thịt mình hấp vậy đó. À. Câu mà thơm phức ở đây đi. Quá thơm. Đó mọi người coi đây. Bây giờ thơm mà chắc trong điện thoại không thử được đâu. Cá mình ngoài. Bây giờ cá nó ló ló lên rồi nè. Ồ, như đạn luôn rồi đó.
em ném cái thang xuống dưới cho nó chín cái đầu. Cái thằng phất luôn. Ồ, chín tới dưới luôn không? Chín tới dưới luôn hả? Để dùm để chỉ làm luôn nữa, nó liệt thôi, khỏi rồi để mối gom đó. Đây mọi người. Cái trên gà thôi, bỏ em như cái ba cái ấy xuống đó. Đây mọi người xem đây. Cho cái thằng nó xuống dưới đầu. Chúng ta bư ra nghe. Đó, chín này kìa. Bư ra để kiểm tra. Thấy đạt rồi thôi giấu lại. Đây lầu lên rồi mất. Đạt rồi giấu lại phải không? Tuy mình anh em mình làm việc là nói chung là cũng đồng quê đơn giản thôi, không có cái gì cầu kỳ nha mọi người. Ghê chưa. Cũng cá lóc nướng cũng giống như nãy gì đừng banh ra. Thằng nó ủ dưới những mà. Người khác thôi. Nhưng mà anh em mình thì nó có cái là mình nướng giữa ruộng nha. Khác người ta chút xíu. Người ta nướng trong vườn hay là nướng ở ngoài sao vậy ha nấu. Còn cái này mình phải ra giữa ruộng mình nướng. Nướng than là nướng cái gì ta, giấy bạc gì đó. Gói giấy bạc. Ừ. Không, còn mình là ra giữa ruộng này nè. Gói gom. Cái này lúa này là mới cắt hồi chiều luôn nghe các bạn. Mới cắt hồi chiều luôn đó. Đây. Nướng gom là đặc sản rồi. À, là máy cắt với máy kéo hồi nãy là mới chạy ngang luôn đó. À, bây giờ đang kéo lúa vô nè, ban đêm luôn. Bây giờ anh em ra đây là mình nướng vô một lát nữa ăn xong. Đây mọi người xem đây. Cái ruộng vừa thay quá. Kêu mình lên nướng cá sẵn cho ổng. À. Lát ông vô là ông có cá nậu luôn. Chơi chủ ruộng nhờ chơi không đầu tư gì hết trơn, trời ơi chết rồi. Rồi, đây nghe các bạn. Bây giờ là cá của chúng ta. Chưa để máy lên chú đi. Nhưng mà cá của chúng ta bây giờ đã chín rồi nha. Bây giờ là để mình khều gom ở trước đi rồi đợi chú ông lấy lá chuối vô. Ông lấy lá chuối vô rồi mình lấy cá ra nha. Đây cá đây. Đó mọi người coi đây. Đó. Đâu phải con cá đâu. Cái đống gom mà. Cái đống gom mà. Đó. Đó, nứt ra rồi đó. Đó, cá nó nứt ra. Chín nứt luôn. Chín múp luôn nè. Còn lửa luôn thấy không? Đó. Đó. Đây. Ui, chín tét luôn rồi. Tét luôn rồi. Không vậy đi cho nó an toàn. Ừ. Trời, nó chín kiểu đó luôn hả Nóc? Chín múp luôn mà, tại mình hầm mà. Đây. Ui cha. Nè, mà cá nó chín mất rồi. Ừ. Quá đã luôn đó. Bây giờ cái mỏ dưới cái gì? Mình lấy gom mình quấn con cá lại nè. Đó, nhổ lên. Kinh nghiệm. Wow, cái này kinh nghiệm dữ dằn luôn nè. Dạ. Đây cái đấy. Trời. Cái này là chú là ăn kinh nghiệm cá đồng lâu lắm phải không? Cho nên mới làm được như vậy nè. Đi vô chuẩn bị nha. Đây này nghe các bạn. Bây giờ là nói chung là cây nhà lá vườn nha. Cá mắm rồi mình nướng xong hết trơn rồi. Giờ anh em nằm ở đây. Còn thằng chủ đất giờ này nó làm việc chưa xong nữa. Công nhận chủ đất nó sướng hơn anh em tụi mình bây giờ mới đi vừa sụp hầm luôn á mọi người. Trời nó sình thôi quá trời. Tại quá đất sao bốn người đi nướng cá mà mũi nó xúm nhau cắn mọi người. Tại vì cái người nãy đi sụp xuống cái đường mương đó rồi nó có hơi sình đó. Rồi mũi nó thích cái hơi sình nó bu hoài nó cắn không nhau, nó cắn mọi người mà. Không thể tưởng tượng nổi mọi người ơi. Quân về sập hầm té mương nha. Đây này nghe các bạn, bây giờ là mình bây giờ vô thưởng thức món cá lóc hồi nãy nha mọi người. Rồi. Đúng nè. Nó quay kìa. Mình đừng nói chuyện bên lề, nói chuyện tự nhiên thôi cho nó. Tự nhiên phải nói cho nó. Đừng nhắc cái gì. Đang lòng nghe như trong đó. Cắt cái bụng bỏ rồi. Trời ơi, cái này vô không nổi, đỡ hết cái củi vô. Đi vừa đó. Cá lóc nè, không có rồi, chỉ cho. Lúc ngon, cá bự đi ra coi. Uống miếng nước ra. Ê, tao đưa quay rồi mày ngồi ghét rồi mấy người ta. Gọi đây nè, quay cho bạn tôi coi. Quay rồi. Ôi, không hiểu luôn. Lầy quá. Manh mẹ còn nước cắn nè. Mẹ em dính tao luôn. Rồi. Quá lầy rồi. Có tao giờ cho hút ngầu kìa, lầy cái gì biết rồi. Tao dặn rồi, sau lưng là có đầy đủ hết này mà. Nè, đầy đủ
không cái xào rồi. Bây giờ cái đó ra. Ủa đi nè, tao đi. Đập đây đi Út. Rồi nè. Rồi mình rửa giờ sạch đi hồng vô luôn. Rồi giờ nó có xịt nào khô gan là được rồi. Thôi sắp tối không nó xịt. Dạ ra đi chiếc chiếu đi. Từ từ. Mai sang 21. Quay nó giờ uống cái rồi. Anh tôi. Đừng nói gì mà nó lắm. Tại vì cái đó mình cố tình nè. Bó chưa? Mọi đi ra. À hết con đi hay ngồi. Trời ơi, bạn đã bù trừ nãy giờ bạn thiếu sót. Đi vô tán luôn đi hận á. Ta hai quận rồi. À. Ai lâu quay không lại quên. Mẹ đó mẹ người đó tao nói vậy. Hai người hai người. Hai người đó. Ly nhiều lắm. Rồi rồi. Ly vậy thằng ấy cút rồi. Tự chết luôn. Tôi tao thấy tự nhiên ngủ trong nó ớt kia nó cũng thấy được trời. Tao đâu có la đâu. La chi cho nó mất cái ngon chớ chút cho nó ngon nè. Mày cá lũng cái lỗ lá con gà đi ruộng cái áp chân rồi. Mưa đâu đại. Đây đây. Vô đây nè, vô đây nè. Đây đây nó ơi, mưa đâu nè. Mày dưới đây chạy dưới đây nè. Thôi cho chị đại lại chị Hùng ơi, nó nhẹ ký. Đây là chúng ta thôi mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ anh này cũng mới tới, cũng chị này cũng mới tới đây. Thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, chào mọi người. Chào anh Út. Rồi, chào mọi người. Chào em. Rồi.